Đây là bộ anime về một thanh niên bị sinh vật ngoài hành tinh ký sinh vào tay phải Và điều đó không chỉ thay đổi thói quen thẩm du của cậu mà còn thay đổi cuộc đời của cậu mãi mãi về sau. Parasite, ký sinh thú. Đây là Shinichi không Kudo, một nam sinh bình thường có một gia đình bình thường, sống một cuộc sống bình thường, có một đam mê tầm thường, nhưng mà mọi thứ đã bị thay đổi. Mọi chuyện bắt đầu vào cái đêm hôm ấy, khi một ký sinh vật xuất hiện bên ngoài cửa sổ nhà Shinichi, tính chui vào tai cậu nhưng bị cặp AirPod cản đường nên nó chuyển sang nhắm vào lỗ mũi. Quá đen cho nó là Shinichi USA, rồi tỉnh dậy shinichi còn chưa biết sinh vật kia là gì thì nó đã chui luôn vào cánh tay cậu và tuồn lên trên sợ nhưng mà không ngu shinichi chụp lấy sợi dây tay nghe và buộc chặt tay lại chặn đường sinh vật kia nghe thấy tiếng ồn từ phòng con trai bố mẹ cậu liền chạy sang xem nhưng đập vào mắt họ chỉ là cô con đang tự chói tay mình chói như thế không ngăn con thủ dâm lại được đâu không phải có con gì đó đang chui vào tay phải của con shinichi cứ tưởng mình đang mơ cho đến khi cậu phát hiện ra mình có thể dùng tay phải để chặn đứng một chiếc ô tô trên mu bàn tay cậu lại còn có một con mắt bàn tay còn có thể mọc ra mấy cái chi dị dạng và lại còn biết nói quá đỗi hoảng sợ shinichi dùng dao đâm vào tay mình nhưng con quái vật bẻ luôn lưỡi dao mà ném đi rồi nó than mệt chìm và giấc ngủ và thế là shinichi tạm thời trở lại bình thường con quái vật ký sinh này còn có nhiều đồng loại khác chúng đang ký sinh lên người chiếm quyền điều khiển cơ thể để giết hại và ăn thịt người thường trở lại với shinichi thì lý do duy nhất shinichi không bị kiểm soát là vì con ký sinh của cậu không lên được đến não nếu nó có thể hợp nhất với não thì sẽ điều khiển được cậu. Tuy nhiên thì do hôm trước bị chặn đường nên nó bất đắc dĩ phải hợp nhất với cánh tay. May mà không chui vào chim, lúc đấy thì chắc khó xử lắm. Nhưng mà nói chung thì giờ nó và Shinichi phải sống cộng sinh, ngoài trí khôn vượt trội và cơ thể sinh học kỳ quái, mẹ thiên nhiên còn ban cho nó khả năng của một cái radar để dò ra sóng của mấy đứa cùng loài. Và tên đồng loại đầu tiên mà nó tìm được là một tên đăng ký sinh cho một con chó, một ký sinh thú đã thất bại trong việc tìm vật chủ nhưng tay phải shinichi cảm nhận thấy sát khí vội bảo cậu chạy ngay kẻo bị dùng làm tráng miệng vừa dứt lời thì ký sinh chó tấn công và vì nó cũng có khả năng radar nên cậu trốn kiểu gì cũng không được cho nên tay phải shinichi quyết định đánh úp và cho ký sinh chó một xiên tiễn nó về miền cực nhọc vì từ giờ phải chung sống với sinh vật ở tay phải nên shinichi muốn đặt cho nó một cái tên để tiện xưng hô nó bảo thích tên Misi nhưng mà sợ bản quyền nên là tên là Migi từ ngày có Migi Shinichi chơi thể thao cứ như rồng như phượng ném đầu chúng đấy khiến chị em nó cứ phải gọi là đổ đứ đừ trong đó có cô bạn Satomi Murano người mà Shinichi vốn crush đã lâu trong một lần đang dạo phố Shinichi bị một đồng loại của Migi phát hiện Migi cảnh báo nguy hiểm nhưng Shinichi vẫn quyết gặp hắn cho bằng được cuối cùng thì con ký sinh thú kia đã xuất hiện thay vì giải quyết nhanh gọn bằng xúc tu thì nó dụ dỗ Migi sang ở với nó hai con sống chung sẽ mạnh mẽ hơn và dễ bề hoạt động hơn nhưng Migi chê Thế là con ký sinh thú kia liền tấn công để diệt trừ hậu họa Nhưng Migi đã nhanh tay hơn đối thủ Migi quyết định như vậy không phải vì nó quý Shinichi Mà chỉ vì nó không chắc vụ chuyển hộ khẩu là thật Mà coi là thật đi chăng nữa thì cũng chưa chắc là đã hợp phong thủy Migi quyết định mọi thứ chỉ thuần dựa trên lý trí Vì loài của nó không hề có cảm xúc Ít lâu sau, trường của Shinichi xuất hiện một giáo viên mới tên là Ryoko Tamiya Chỉ với một cái liếc là cả Migi lẫn Ryoko đã nhận ra đồng loại Tuy nhiên Ryoko là một cá thể khác biệt, không mê ăn thịt người. Cô ta chỉ đơn giản là muốn sống giữa loài người, thậm chí trong bụng cô còn đang mang một đứa trẻ con người. Bạn tình của Ryoko là Mr. A Lại có lối suy nghĩ khác Hai chúng ta chỉ học cách đổ lỗi Hắn thuộc loại đam mê thịt và thích giết chóc Và cho rằng Shinichi là mối nguy đối với tương lai của ký sinh thú Nên muốn loại trừ cậu của Migi Nghĩ là làm Mr. A mò vào trường học và xiên ba giáo viên Trường lập tức bị sơ tán biết mình là mục tiêu, Migi muốn chờ Mr A tận dụng đám đông làm khiên thịt để ra đòn kết liễu hắn. Thấy kế hoạch của Migi quá dã man, Shinichi không chịu, đòi lập kế hoạch khác để tiêu diệt con quái kia. Sau khi set up bàn ghế làm vật chắn, Migi nghĩ ra một kế khác. Khi chiến đấu, các ký sinh thú không thể nào đa tác vụ được, tập trung chém nhau thì không di chuyển được cơ thể người, nhưng trường hợp của Shinichi và Migi thì lại khác. Nhiệm vụ của Shinichi là phải giả ngu, tiếp cận và tung đòn kết liễu bằng cái chân bàn nhọn hoắt mà Migi vừa lấy cho cậu. Vừa chốt kế hoạch xong, Mr A đã nhảy qua cửa sổ tiếp cận và liên tục tung chiêu đúng theo kế hoạch migi phòng thủ và giả vờ yếu thế cho shinichi từ từ tiếp cận gã dùng thanh sắt lúc nãy đục cho hắn một lỗ thông gió ngay chỗ tim máu theo lỗ trên thanh chân bàn chảy ra hồng mộc vì đã mất quá nhiều tiết mr a siêu thoi thóp migi muốn kết liễu hắn luôn tuy nhiên shinichi lại từ chối vì cậu vẫn cho rằng thứ kia vẫn còn gì đó là con người mr a loạn trạng đi tìm ryoko hy vọng được cứu giúp nhưng ryoko không chỉ lánh mặt hắn mà còn đặt cả bẫy tiễn hắn về miền cát bụi với một vụ nổ sau đó người ta chỉ biết kết luận đây là một vụ tấn công trường học và hung thủ chết vì vụ nổ do hơi ga cuộc sống dần ổn định trở lại nhưng shinichi vẫn thấp thỏm lo lắng về ryoko cậu thử nói chuyện với cô ta nhưng ryoko chỉ bảo rằng việc giết người là bản năng là chỉ thị của chúa là giọng nói mà mọi ký sinh thú đều nghe thấy trong đầu ryoko định giết luôn shinichi nhưng bỗng dưng ả đồ ý quay lưng bỏ đi những vụ án băm thịt dần thưa thớt bố mẹ shinichi quyết định sẽ làm một chuyến phượt ra vùng ngoại ô tuy nhiên shinichi cật lực phản đối vì cậu sợ bố mẹ bị tấn công nhưng migi lại bảo là ký sinh thú có xu hướng sống ở nơi đông người như thành phố vì ai mà chả thích ăn buffet thế là shinichi vội quay xe ủng hộ bố mẹ nhưng chẳng ai đoán được chữ ngờ trong chuyến đi mẹ Shinichi bị ký sinh thú giết và chiếm xác còn bố cậu thì bị tấn công đến thương nặng con ký sinh thú chiếm xác mẹ Shinichi là còn đến tận nhà cậu dù đã cầm lấy con dao sẵn sàng chiến đấu nhưng Shinichi không thể nào xuống tay với mẹ mình dù cho đó có là bị ký sinh thú chiếm mất con này thì tôi sẽ gọi là ký sinh má cho nó dễ hiểu vì Shinichi chùn tay nên ký sinh má đâm thủng ngực cậu nước mắt thì tuôn rơi nhưng mà trò chơi thì chưa được phép kết thúc tưởng chừng quả này Shinichi thăng thật nhưng sau khi con ký sinh thú rời đi Migi vội rời khỏi cánh tay di căn di cư và tim để vá vết thương nhờ một ít may mắn và rất nhiều giáp cốt truyện Viện. Shinichi đã thoát chết với một vết sẹo to đùng ở giữa ngực và sau lưng và đôi mắt bằng cách nào đấy đã hết cận. Shinichi sau đó đến thăm bố trong viện và quyết định tự tay báo thủ cho mẹ khi đến thăm ông. Dù đối mặt với sự đau đớn khi mất đi người thân, nhưng Shinichi lại không thể khóc được mà chỉ thấy đau nhói trong con tim mà thôi. Kể từ ngày kéo lại mạng cho Shinichi, Migi có sự biến đổi về sinh lý. Cụ thể là mỗi ngày nó sẽ ngủ 4 tiếng và trong thời gian ấy Migi sẽ hoàn toàn tắt mọi chức năng. Nếu chẳng may địch xuất hiện trong khi đó thì cả hai khả năng cao là liệm. Sau vài ngày lượn lờ, cuối cùng thì Migi cũng thông báo phát hiện một ký sinh thú ở gần. Shinichi vội lao đến tìm giết. Tuy nhiên, ký sinh thú mà Migi tìm ra lại không phải là ký sinh má, mà là một anh mập tên Uda với một con ký sinh thú nằm ở vùng cổ, hay gọi nó là ký sinh mỏ. Sau khi nghe câu chuyện của Shinichi, Uda quyết định support cho cậu để tiêu diệt kẻ thù. Tối hôm ấy, Migi đã trình bày cho Shinichi nghe về tình hình của cậu kể từ sau lần thập tử nhất sinh vừa rồi. Trong cơ thể của Shinichi đang mang 30% tế bào của nó nhờ vậy mà cậu có những siêu năng lực về thể chất tuy nhiên có vẻ nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng cảm xúc của cậu khiến cậu không thể khóc ngày hôm sau shinichi nhận được điện thoại của uda báo rằng đã tìm được kẻ thù của cậu hiểu rõ độ nguy hiểm của ký sinh má shinichi vội bảo uda chạy ngay đi tuy nhiên nó đã phát hiện ra anh mập rồi dí sát đến tận mỏm núi shinichi tức tốc đến vị trí của uda nhưng đen cái lúc này lại đúng thời điểm Migi phải đi ngủ trước khi tắt nguồn nó để lại cho Shinichi một cây đao và bảo rằng giờ cậu là Zero chúc may mắn và đừng chết trở về tình hình tại mỏm núi mỏ hỗn đang đại chiến với Mama dù đã cố gắng hết sức nhưng do Uda quá yếu và kém nên ký sinh mỏ cũng dần đuối sức cuối cùng thì Uda bị đâm và ngã xuống vực đúng lúc đó Shinichi kịp đến nơi với cây đồ long đao gắn ở tay cộng thêm sức mạnh đã được búp Shinichi giờ có thể theo kịp tốc độ của ký sinh thú thậm chí là thắng thế so với ký sinh má cậu đang định ra đòn chốt thì đột nhiên hình ảnh của mẹ lại ùa về và thoáng lơ là đó đã khiến cậu bị đẩy lùi cứ tưởng thế trận đã đảo chiều thì ký sinh mỏ đánh lén cắt phăng thủ của con quái nãy nó đã giả chết cho Uda thành công bằng cách đổi vị trí nội tạng ở những nơi mà nó kiểm soát. Thế là trận chiến kết thúc. Shinichi cùng bố quay trở về cuộc sống bình thường, nhưng bình thường làm sao được sau những chuyện đã qua. Ông bố dần chìm đắm trong ma men, còn cậu thì giờ không cảm xúc như là Hồ Quang Hiếu, nhận thấy sự biến chuyển đáng sợ của con trai, đặc biệt là khi cậu định vứt xác một con cún vào thùng rác. Satomi sợ, Satomi dỗi. Ít lâu sau đó, trong lớp Satomi xuất hiện một khứa học sinh mới. Hắn vốn là một ký sinh thú được Ryoko Tamiya cử đến nhằm theo dõi Shinichi. Hay gọi tên này là học sinh thú Vẻ con người của hắn thì nhìn đẹp dai phết Nên bạn thân của Satomi thích hắn vơ lờ Vì yêu cứ đầm đầu Cô để ý đến học sinh thú nhiều hơn Và rồi cũng phát hiện ra hắn là một con quái vật ăn thịt Nhưng mà để cho chắc Bạn thân Satomi hẹn gặp học sinh thú để chất vấn Nhưng ký sinh thú thì không phải loài thích đàm phán cho lắm Nên là hắn tấn công cô luôn bạn thân Satomi dại chứ không ngu, cô đã chuẩn bị sẵn một lọ axit phóng thân và giờ cô đáp nó vào mặt Crush khiến hắn khốn khổ khốn nạn. Bạn thân Satomi sau đó trốn thoát, học sinh thú sau đó giết chết hai học sinh và một thầy giáo. Ngôi trường lại rơi vào khủng hoảng, học sinh lại được sơ tán. Trong cái cảnh rối loạn như thế này, Shinichi và Migi không thể ra tay một cách bất cẩn được. Họ quyết định di tản theo đám học sinh nhưng kế hoạch thay đổi. Khi Shinichi biết tin lớp của Satomi chưa ai xuống cả, Shinichi vội quay xe đi tìm cô. Học sinh thú giờ đụng đầu giết đó xác người la liệt khắp nơi shinichi sợ vờ lớ nhưng ở phía trước vẫn còn satomi đang đợi nên shinichi không sợ nữa nhờ có bộ thu âm hàng xịn sò shinichi dễ dàng tìm ra vị trí của satomi và giải cứu cô thành công trong khi đó cảnh sát đã bao vây trường học một tổ đội đã xâm nhập vào bên trong dù có vũ khí hiện đại trên tay nhưng họ vẫn không là gì so với ký sinh thú sau khi làm lễ truy điệu cho cả đội học sinh thú mò lên tầng thượng hòng tìm cách thoát thân để tiêu diệt con ký sinh thú này mà không gây ra sự chú ý shinichi lên tòa nhà đối diện dồn toàn bộ sức lực rồi haki rồi mana rồi thậm chí là chakra đợi đến khi kẻ địch xuất hiện ném một viên đá xuyên thẳng tim hóa kiếp cho con quái vật. Mọi thông tin về ký sinh thú xuất hiện trong vụ thảm sát này đều bị cơ quan chức năng bưng bít. Sau khi mang xác học sinh thú đi khám nghiệm kỹ càng, các nhà khoa học đã có những kiến thức ban đầu về chủng loài này. Họ cũng tìm được cách để xác định lũ quái vật này bằng cách bứt tóc hoặc lông hoặc bất cứ màu cơ thể nào có thể bứt được. Nếu bứt ra mà nó dãy dẫy thì nó là ký sinh thú. Phong trào giật tóc ngày càng lan rộng. Cơ mà tuy cách nhận biết đã có, nhưng cách thoát thân thì chưa. Thời gian trôi đi, lũ ký sinh thú đã dần tiến hóa. Thay vì ăn uống tự phát thì giờ chúng đã quy về một mối và bắt đầu mở những bữa tiệc buffet tập thể. Thậm chí chúng còn có đại diện trong chính quyền thành phố để tạo điều kiện quản lý các khu ăn uống. Sau sự vụ Shinichi ra tay tiêu diệt một con ăn lẻ, đám ký sinh thú đã đặt cậu vào danh sách những kẻ cần tiêu diệt. Trong tổ đội đó có sự góp mặt của Ryoko. Cô ta không hề đánh giá thấp Shinichi nên đã thuê thám tử theo dõi để kiếm thêm tư liệu về cậu. Và tay thám tử này đã phát hiện ra bí mật về Shinichi. Migi muốn xẻo mồm gã để bịt đầu mối, nhưng Shinichi đã kịp thời ngăn lại. Sự âu lo về việc mình là vật chủ của ký sinh thú bị bại lộ, Shinichi không thể tập trung làm bất cứ việc gì. Tuy nhiên dưới tác dụng tự chữa lành của trái tim, cậu dễ dàng lấy lại bình tĩnh. Những lúc như thế này thay vì một nụ cười tự tin thì Shinichi cần một đồng minh giúp đỡ. Người duy nhất họ có thể tin tưởng lúc này là Uda. Ngay ngày hôm sau anh Mập đã có mặt sau khi trao đổi tình hình hiện tại. Uda và ký sinh mỏ đồng ý hỗ trợ Shinichi. Họ đã thành công tóm được gã thám tử. Xong rồi vừa đấm vừa xoa vừa dọa vừa dỗ. Cuối cùng Migi đã khiến hắn phải đồng ý giữ kín mọi chuyện. Đồng thời đoán được phần nào kẻ đứng sau vụ này không ai khác chính là Ryoko. Điều ngạc nhiên ở đây là tối ngày hôm đó ả ta đã chủ động liên lạc với Shinichi và hẹn cậu một cuộc trò chuyện Cô ta giờ đã sinh con và sống như một con người Nhưng ả tò mò về Shinichi và Migi Và ả kể rằng chúng không còn bản năng như xưa nữa Thay vào đó đang tìm cách sống hòa hợp với con người Trước màn mõm của Ryoko Shinichi đặt một ghi vấn to đùng cho ả bởi trước đây chính học sinh thú cũng từng nói như vậy Nhưng mà cuối cùng thì hắn vẫn giết một đống người Nhận thấy sự vô cảm trong ánh mắt của Shinichi Lại thêm sự việc mẹ cậu mất tích Ryoko hiểu ngay tình hình đã thế lại còn chọc cho Shinichi một nhát khiến cậu emotional damage và thế là cơn đau tim lại tái phát, căng thẳng leo thang. Nếu mà để một VS1 thì Ryoko chắc chắn không phải là đối thủ của Shinichi, nên ả ta lấy đứa trẻ ra để làm khiên và cứ thế rời đi. Ngày hôm sau, tên thám tử đến tìm Shinichi để nhờ cậu đi tìm một đồng nghiệp đã biến mất trong quá trình tác nghiệp theo dõi các mối quan hệ của Ryoko. Địa điểm là tầng hầm để xe của một chung cư cũ. Sau khi kiểm tra bên dưới, Shinichi đã đánh hơi thấy mùi của máu và thịt người. Cùng lúc đó, một tên ký sinh thú đang mang bữa trưa của hắn đến tuy không kịp cứu nạn nhân xấu xố nhưng ít ra shinichi và migi đã tiêu diệt được con quái vật dựa vào thái độ của hắn khi phát hiện ra họ migi nhận ra đây chính là một trong những khu ăn uống do bọn ký sinh thú kiểm soát gây rối ở đây thì không khác gì là đang khiêu chiến chắc chắn sớm muộn gì chúng cũng sẽ tìm đến shinichi chứng kiến màn so găng của hai con quái vật gã thám tử sợ nôn hết cả mật xanh mật vàng và xin rút khỏi vụ này vì còn vợ con ở nhà gã giao lại thẻ nhớ quay lại toàn cảnh cho shinichi sau những cuộc chiến với con ký sinh shinichi nhận ra mình hoàn toàn có thể cân kèo với bất cứ kẻ nào nếu đối đầu một vs một chỉ cần có sự support của Migi thì còn nào đến cậu cũng đón Và một khi quét sạch được đám quái vật này Thế giới sẽ an toàn hơn cho Satomi Nhận thấy Shinichi là mối nguy hiểm cho sự tồn vong của cả giống loài Lúc ký sinh thú cũng lên kế hoạch để trừ khử cậu Để đảm bảo cho chiến thắng Chúng đã cử một con quái vật là tổ hợp của ba ký sinh thú Hay gọi là tam hợp thú Đối thủ đã khó khăn đồng đội lại còn AFK. Migi buồn ngủ đúng lúc tam hợp thú tìm đến, Shinichi cố gắng bỏ chạy, nhưng mà cậu chỉ có thể nhanh hơn hắn chứ không thể bền hơn hắn, nên là cứ xảy ra là tam hợp thú lại dí đến ngay sau đít. Kể cả đến khi Migi thức dậy, bộ đôi vẫn không thể nào thắng được con tam hợp thú, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Shinichi đành tiếp tục chạy trốn, rồi sau đây mới có thể tính kế tác chiến tiêu diệt địch. Migi và Shinichi sau đó đi đến quyết định tấn công vào chân con quái, cơ mà vẫn điếu thành công vì ở phần chân hắn vẫn là ký sinh thú. Sai lầm này khiến cho cả hai suýt nữa phải lấy cái mạng ra mà trả giá, nhưng bỗng hai xúc tu của tam hợp thú va vào nhau, tạo điều kiện cho Shinichi tiếp tục bỏ chạy. Qua quan sát cơ thể hắn, Migi nhận thấy phần đầu không thể bật mốt chiến đấu, nó đoán là vì phần đầu phải kiểm soát chân tay, Migi bén quyết định tận dụng môi trường rừng rậm nhiều cây Khi Tam hợp thú tấn công, Shinichi sẽ tiếp tục chạy để giữ khoảng cách, đồng thời né đòn theo đường ngang Buộc hắn phải quen với chuyển động và đoán trước hành động, sau đó sẽ đột ngột chạy thẳng Điều này khiến phần đầu của Tam thể không lốt kịp mà đồng bộ với cánh tay Và khi đó Shinichi sẽ có cơ hội xin nhẹ cái thủ, cứ tưởng thế là xong, thì bỗng nhạc đánh Boss lại vang lên tay và đầu của tam hợp thú đổi chỗ lúc này migi mới thực sự nhận ra trong cơ thể kia không phải là ba mà đang chứa tới 5 con ký sinh thú giờ hắn mới phát huy hết sức mạnh hắn là ngũ hợp thú và con giữ vị trí đầu bây giờ điều khiển giỏi hơn con trước phải chục lần Shinichi và Migi lại tiếp tục bỏ chạy Nhưng giờ ngay cả tốc độ cũng không thể nào thắng được Ngũ hợp thú nhanh chóng đuổi kịp Shinichi Nhờ Migi mà họ may mắn cắt đuôi được hắn Giúp cả hai may mắn giữ lại được cái mạng Trong khi đó tại Tokyo Gia đình của gã thám tử đã bị lũ ký sinh thú đến hỏi thăm Chỉ có một mình ông ta là thoát được nên đã đến trình báo với công an tất cả những gì mình biết về giống loài quái vật kia vụ thảm sát trên là do ryoko giật dây cô ta nhờ hai đồng loại khác đi xử lý trước thái độ hờ hững coi thường loài người ryoko cảnh báo cho chúng về sức mạnh của nhân loại nhưng ba con còn lại cho rằng cô đã trở nên quá giống con người và có ý định làm phản chúng định trừ khử cô nhưng ryoko lại nằm ở một đẳng cấp khác cô lần lượt giết từng tên một tuy nhiên tìm hiểu quá sâu về loài người cũng có hệ lụy ryoko vốn đã khủng hoảng hiện sinh giống con người giờ lại bắt đầu nhen nhóm cảm xúc như con người mà tiêu biểu nhất là tình mẫu tử khi thấy tên thám tử định làm hại con mình ryoko đã không ngần ngại đưa hắn đi đoàn tụ với gia đình và cướp lại đứa trẻ nhưng cô không thể ngờ rằng cảnh sát đã tìm tới theo lời ông thám tử ryoko gửi tín hiệu cho shinichi ngỏ ý muốn nói chuyện ryoko nói cho cậu nghe về những gì cô đã làm và nghiên cứu của cô về mối quan hệ giữa ký sinh thú và con người cô nhận ra ký sinh thú không nhất thiết phải ăn thịt con người và hoàn toàn có thể sống cùng nhân loại nếu muốn ryoko còn cho rằng con người và ký sinh thú là một gia đình nên là các human xin hãy đừng bắt nạt chúng thêm nữa đúng lúc đó cảnh sát đã mỏ tới nơi và nổ súng vào ryoko nhằm tiêu diệt bằng được con quái vật đội lốt người nhưng thay vì chống trả tiêu diệt họ ryoko lại dùng tóc che chắn cho đứa con của ả rồi từng bước tiến về phía shinichi trong một khoảnh khắc shinichi đã thấy ryoko cười cảnh sát cũng ngừng bắn do đã vô tình bắn trúng shinichi khi đến gần cậu thanh niên ryoko trao đứa bé cho cậu và cầu xin hãy nuôi dưỡng nó trở thành một người bình thường cô nói xong cô chết cảm xúc của người mẹ đó như một chất xúc tác đánh thức phần nhân tính đã mất của shinichi và cậu bật khóc satomi sau khi nghe thấy tiếng súng cũng đã tìm đến hóng biến và tại đây cô nhận ra người yêu mình đã trở lại kết thúc vụ án cảnh sát đến thu dọn hiện trường họ đưa đứa trẻ đi kiểm tra rồi yêu cầu shinichi đi cùng họ để lấy lời khai trong nhà tù của cảnh sát có một kẻ tên uragami có năng lực đặc biệt hắn có thể phân biệt ký sinh thú và người thường đúng hơn là hắn là một kẻ điên loạn với bản năng động vật mãnh liệt nên có thể cảm được lũ khát máu giống như mình sau vài ba người ban đầu không phát hiện được gì thì đến phiên Shinichi bị đem ra cho án nhận diện đối diện với chàng thanh niên Uragami bỗng nghiêm túc khác thường rồi yêu cầu cảnh sát cho Shinichi nhìn vào mắt hắn ánh mắt va vào nhau được một lúc Uragami mới tuyên bố Shinichi không phải quái vật vì là nhân chứng của nhiều cuộc tấn công của đám củ lao qua lý trí cộng với sự bình tĩnh lạ thường Shinichi được mời và làm trợ thủ cho phía cảnh sát trong việc gì tất nhiên là trong việc tìm diệt ký sinh thú chính phủ Nhật Bản quyết định chúng cần phải bị xóa sổ mục tiêu khởi đầu của cuộc truy quét là tòa thị chính Higashi Fukuyama sau khi setup quân tư trang thiết bị đầy đủ, quân đội bắt đầu bao vây và đi vào trong kiểm soát tòa nhà. Họ tung tin rằng bên trong có một phần tử khủng bố đang mang theo súng, yêu cầu tất cả mọi người tập trung xuống sảnh tầng 1 rồi di tản theo từng nhóm nhỏ 7 người. Mỗi nhóm đi ngang qua một chiếc ô tô có gắn máy X quang. Vì ký sinh thú sẽ ở ngay vị trí đầu Nên bất cứ ai không nhìn thấy xương sọ thì đều là ký sinh thú Để tận dụng tối đa nguồn lực Cảnh sát đưa Uragami vào trong tòa nhà để phân loại nhanh chóng hơn Tuy nhiên động thái truy sát ký sinh thú của quân đội đã bị bại lộ khi vài con bị bại lộ thân phận đã tìm cách chống trả, thậm chí thiết bị cảm ứng chẳng may dính đạn nên có bị hư hỏng. Để bổ sung thêm sự hỗn loạn, lũ ký sinh thú lần lượt hiện nguyên hình và tàn sát lung tung từ quân đội cho đến người dân. Nhưng mục tiêu của quân đội không phải là giải cứu người dân, mà mục tiêu chính là tiêu diệt lũ ký sinh thú. Vậy nên bất kể dân thường nào có dấu hiệu kỳ lạ, đều sẽ bị ăn kẹo đồng hết. Nhờ có kế hoạch đường lối cụ thể mà số lượng ký sinh thú hao hụt dần sau khi lùng sục khắp nơi. Cuối cùng quân đội cũng đã tìm được phòng nghị sự, nơi lão Tân thị trưởng và cũng là kẻ đứng đầu lũ ký sinh đang chờ sẵn. Hắn bắt đầu lải nhải về việc con người phá hoại trái đất và vì thế ký sinh thú ở đây là để cân bằng sinh học và chỉ im khi đã bị sấy cho người thủng lỗ chỗ. Đến lúc này đội đặc nhiệm mới nhận ra, hắn là một con người chứ không phải một ký sinh thú. Đám quái vật cũng không chịu ngồi yên để bị tận diệt, chung cuối mạnh nhất của chúng vẫn còn đó ngũ hợp thú sau khi thị trường chết hắn bắt đầu đổ sát toàn bộ những người có trong tòa nhà toàn thân đều là ký sinh thú nên súng đạn với ngũ hợp thú là vô hiệu trước khi bỏ đi hắn để lại lời nhắn sẽ quay lại tính sổ với shinichi từ đó shinichi sống trong lo sợ và bất an chính vì thế dù shinichi có thấy everything đi everywhere thì đều ô ất ngũ hợp thú shinichi đang cảm nhận được hương vị của cái chết đang ngày một đến gần cậu đang cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết à, cậu đang cảm thấy tuyệt vời hơn bao giờ hết đã đến lúc shinichi phải đối mặt với ngũ hợp thú thó một chiếc ô tô Shinichi cùng Migi tìm đến khu rừng nơi hắn đang lẩn trốn Sau khi không thể tiêu diệt ngũ hợp thú bằng cách đâm xe Shinichi và Migi quyết định chuyển sang kế hoạch tìm cách chặt đầu nó Vì nó đóng vai trò điều khiển bốn con ký sinh thú còn lại Mất nó thì cả lũ tự động dã ra và đó chính là cơ hội của họ để thực hiện kế hoạch Migi tách mình ra khỏi cơ thể Shinichi cho tiện hành động Mỗi tội khi làm thế cơ thể của nó sẽ bị yếu dần cho nên đòn quyết định lại yếu và nông không kết liễu được ngũ hợp thú kế hoạch thất bại migi đành hy sinh thân mình để shinichi chạy trốn trên đường thoát thân cậu được một bà lão trong làng cứu giúp và chăm sóc vết thương tuy nhiên shinichi cũng hiểu rằng việc chạy trốn cũng không phải là một cách hay ngũ hợp thú thì giờ như một con điên lạm sát bất cứ ai chạm mặt để không ai phải bỏ mạng oan uổng nữa shinichi quyết định phải giải quyết một lần và mãi mãi với con quái vật quyết tâm thôi là chưa đủ bởi hiện tại cậu sẽ phải đối đầu với lục hợp thú bản siêu hách phun sáu ký sinh thú đúng rồi bạn không nghe nhầm đâu sáu con á bởi migi cũng đã bị hấp thụ shinichi cùng con dao dựa chỉ biết múa múa cầu mai toàn mạng còn khó chứ đừng nói đến thắng lợi đúng lúc đang bí nhất thì sức mạnh tình bạn tới đây shinichi liên tục dùng võ mồm để kêu gọi tình bạn đến từ migi này thì bạn này chỉ với một đấm duy nhất lục hợp thú đã cho shinichi đáp sang bãi rác trong khoảnh khắc tưởng chừng như sắp niệm đến nơi thì shinichi chợt nhớ ra tên này đã từng trúng đạn và dỉ máu điểm đó có thể là cái gót chân asin của hắn Nhân lúc hắn lao tới, Shinichi dùng cái ống sắt bên cạnh xiên thẳng vào vị trí đó, khiến cho con quái vật quằn quại tấn công điên loạn. Cậu bôi thêm một đá cho vết thương thêm sâu, rồi mới tăng ga bỏ trốn. Nhưng trốn kiểu gì với lục hợp thú? Hắn tìm tới chỗ cậu và định xuống tay, thì 30% của Migi trong người Shinichi bật Bluetooth và 70% còn lại vội bắt sóng. Và thế là Migi trở về với Shinichi. Trước khi comeback, Migi đã kịp phá hoại nhiều cơ quan nội tạng quan trọng bên trong ngũ hợp thú. Bonus thêm quả uốn ván từ thanh sắt Shinichi đâm trước đó, khiến những con ký sinh thú lại muốn thoát ly các tư tưởng chống đối nhau khiến cho ngũ hợp thú trở nên điên loạn trở thành một quả bom nổ chậm và chỉ một đường cứa cơ bản đến từ migi cũng đủ khiến con quái vật tan tành xác pháo nhưng hắn vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn những mảnh nhỏ của hắn vẫn đang cố tái tạo lại nhưng chỉ với xác suất 50-50 mà thôi migi trao lại quyền phán quyết cho shinichi nghĩ về những lời của ryoko trước lúc bay màu shinichi đã có cái nhìn khác về giống loài này vậy nên cậu quyết định để cho hắn tự sinh tự diệt dù biết rằng nếu hắn tái tạo thành công thì hắn sẽ lại đi giết chóc nhưng Âu đó cũng là hậu quả mà chính con người đã gây ra Sau khi cuộc chiến tại tòa thị chính kết thúc không chỉ ở Nhật mà trên toàn thế giới Những con ký sinh thú đều ngừng hoạt động Có vẻ như chúng đã biết cách thích ứng để sống chung với loài người Còn Migi thì sau khi gửi lời chào trong giấc mơ với Shinichi Nó quyết định sẽ đi ngủ một giấc ngủ vĩnh cửu Nó sẽ ở bên những người mà Shinichi yêu quý nhất đã ra đi Để trả lại một cánh tay bình thường cho Shinichi Cuộc sống của Shinichi đã trở về bình thường như vốn có của nó nhưng liệu có chắc rằng con người sẽ không tàn bạo như đám ký sinh ngoài kia hay không? Đang bâng khuâng câu hỏi đó, Shinichi không hề hay biết rằng cậu và bạn gái đang bị Uragami theo dõi. Cho đến khi phát hiện ra sự hiện diện của hắn, thì cậu buộc phải để Satomi lại mà bắt tên tội phạm giết người nguy hiểm kia. Tuy nhiên, Satomi vẫn cố bám theo để check xem nghệ yêu có tòm tem với tình yêu nào ở đây không. Thế là cô bị Uragami hốt về làm con tin. Nhưng hắn cũng chả quan tâm Satomi lắm. Hắn chỉ muốn Shinichi phải thừa nhận rằng mình là ký sinh thú. Và đúng cái khoảnh khắc cậu định thừa nhận Thì Satomi lại cự cãi khẳng định cậu là con người nguyên chất 100% Còn chính Uragami mới là một con quái vật thậm chí còn tởm hơn cả ký sinh thú Trước lời của người yêu bonus thêm nước mắt Shinichi lao đến Một tay đỡ dao của Uragami Một tay chỉnh lại cấu trúc xương hàm của tên tội phạm Satomi suýt chút nữa thì rơi xuống từ tầng thượng Nhưng chẳng biết có phải là Migi vẫn còn đó hay không Mà Shinichi lại kịp tóm được bạn gái Và cứu lấy cô Còn tôi quan quại Xin chào và hẹn gặp lại